Bộ phim này thật sự nó rất là hách não. Tôi mắc kẹt trong một bãi cỏ cho đến việc bị sát hại hết lần này đến lần khác. Vậy rốt cục thì bộ phim In the Tall Grass là như thế nào và nó có ý nghĩa gì? Chào mừng các bạn đã quay lại với Phê Kinh Dị và đây là video giải thích In the Tall Grass. Bộ phim In the Tall Grass là một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông hoàng kinh dị Stephen King và con trai Joe Hill, xuất bản lần đầu vào năm 2012. Câu chuyện trong In the Tall Grass xoay quanh Becky, một cô gái trẻ đang mang bầu, phải bỏ quê nhà để tìm một tương lai mới sau khi cô bị bạn trai, cũng là bố của đứa trẻ, bỏ rơi. Đồng hành cùng Becky có anh trai của cô là Carl. Họ bị mắc kẹt trong một cánh đồng cỏ kỳ dị, nơi mọi yếu tố vật lý thông thường đều không có ý nghĩa gì, và đằng sau những ngọn cỏ kia là một thứ gì đó rất nguy hiểm đang rình mò họ. Bộ phim là một sự kết hợp sáng tạo giữa yếu tố kinh dị và hách não, đúng chất một tác phẩm được xây dựng bởi Stephen King. Và vì có quá nhiều những chi tiết hách não được đan xen trong bộ phim này và không phải ai xem xong cũng có thể hiểu được, thế nên hôm nay Phía Phim sẽ giúp các bạn và chúng ta cùng nhau đi giải thích In the Tall Grass nào. Dòng thời gian rối rắm trong phim đều bắt nguồn từ sức mạnh của đồng cỏ. Trước hết, chúng ta hãy cùng xem qua cấu tạo của đồng cỏ này. Toàn bộ chỗ cỏ cao của cánh đồng mọc xung quanh một hòn đá đen. Trên hòn đá này có những biểu tượng được khắc sắc nét, miêu tả rõ ràng những gì đã, đang và sẽ luôn xảy ra trên đồng cỏ. Cánh đồng kỳ lạ này tồn tại giống như một cái hố đen có thể bẻ cong không gian và thời gian. Nó có thể khiến các sinh vật sống ở chiều không gian và ở các khoảng thời gian khác nhau có thể cùng xuất hiện trong cánh đồng. Xung quanh đồng cỏ cũng có vô số những cánh cổng không gian được giấu sau những bụi cỏ đứng độc lập. Các nạn nhân cũng hoàn toàn có thể sử dụng những cánh cổng này như một cách để thoát thân. Tuy nhiên điều này là không hề dễ dàng. Tuy bộ phim không giải thích kỹ cách thức hoạt động của đồng cỏ, nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu được nó thông qua việc sâu chuỗi lại các sự kiện. Cụ thể, đầu tiên cánh đồng sẽ dụ dỗ những vị khách vãng lai vào trong nó với cách thông dụng nhất, đó là phát ra tiếng nói của những người đã bị mắc kẹt trong đó để lôi kéo sự chú ý của những người vô tình nghe thấy. Nếu quyết định nghe theo tiếng gọi đó và đi vào trong đồng cỏ, các nạn nhân sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn. Vì đồng cỏ này không chỉ hoạt động như một cánh cổng không gian và thời gian, mà nó còn có khả năng bẻ cong thực tại. Do vậy, nó khiến cho tất cả các sinh vật sống trong đó không thể xác định được hướng đi để thoát ra. Cánh đồng cũng có khả năng di chuyển và điều khiển mọi sinh vật sống. Sức mạnh này được bộc lộ khi Travis buộc thắt nút những ngọn cỏ để đánh dấu hướng đi. Tuy nhiên ngay sau đó, nút thắt từ từ tự gỡ ra. Và chúng ta có thể được nghe từ Tobin và cả Travis, chỉ có những vật chết rồi mới không bị đồng cỏ dịch chuyển. Như chúng mình đã nói ở trên, giữa đồng cỏ có một hòn đá đen. Hòn đá này có khả năng ban cho những ai chạm tay vào nó sức mạnh thể chất phi thường và khả năng xác định được phương hướng trong đồng cỏ. Hòn đá còn khiến bản chất thật của họ bộc lộ, giống như cái cách mà nó đã khiến cho Ross trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt, khiến cho Travis sẵn sàng hy sinh vì người mình thương. Trong bộ phim, chúng ta được thấy rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây, dựa vào số lượng xe bị bỏ hoang ngoài nhà thờ và số lượng hàng ngàn xác người ở dưới lòng đất. Nhưng tại sao cánh đồng lại cần giết người nhiều đến như vậy? Chúng mình có hai giả thiết để giải thích điều này. Đầu tiên, cánh đồng này chính là một sinh vật sống. Nó cũng cần đi săn và ăn để duy trì sự tồn tại của mình. Đó là lý do giải thích cho việc cánh đồng này sở hữu rất nhiều cơ chế săn mồi cũng như là phòng vệ khi nó cảm thấy bị đe dọa. Điển hình có thể kể đến như cách mà nó sử dụng nạn nhân đã bị tha hóa để giết những người khác, từ đó giam cầm thân xác và linh hồn của họ vĩnh viễn tại đây như một cách để tiêu hóa năng lượng của họ. Thứ hai, dựa vào việc những hình vẽ được khắc lên khắp hòn đá đen một cách rất tỉ mỉ, cộng với nhà thờ có tên là hòn đá đen của những người chuộc lỗi, chúng mình tin rằng đây là mảnh đất của một tà giáo nào đó. Họ đã thực hiện nghi lễ nào đó lên hòn đá và sử dụng sức mạnh của nó như một cách thức để thu nạp thêm những thành viên mới. Nếu như những người mới đến chấp nhận chạm vào hòn đá để trở thành một phần của tà giáo, họ sẽ có được sức mạnh phi thường giống như những gì mà Ross nhận được. Còn nếu không, họ sẽ bị truy sát và rồi cả linh hồn lẫn thể xác của họ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Điều này giải thích tại sao cho việc cánh đồng tồn tại nhiều quái vật cỏ như vậy. Tuy rằng các chi tiết trong phim có thể khiến mạch thời gian trở nên rối rắm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được nó dựa vào lời thoại của các nhân vật và các sự kiện diễn ra ngoài cánh đồng. Như những gì chúng ta đã được nghe từ Ross, hòn đá đen đã xuất hiện từ khi loài người còn chưa tồn tại. Qua thời gian, con người phát triển và có lẽ đã tìm thấy hòn đá vào khoảng thời gian thế kỷ thứ 18-19. Họ quyết định xây nhà thờ để thờ phụng hòn đá. Nhà thờ nhỏ kỳ lạ này cũng có chức năng như lối ra khỏi không gian của cánh đồng. Các nạn nhân đầu tiên có lẽ đã xuất hiện từ những năm 50-60, dựa vào những chiếc xe cổ bị bỏ lại ngoài nhà thờ. Cũng thông qua những chiếc biển số, chúng ta có thể thấy rằng các nạn nhân đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Đến thời điểm xảy ra trong bộ phim, từ đây chúng ta sẽ giải thích mạch thời gian của phim theo góc nhìn của Travis. Vì trong phim chúng ta chỉ thấy một Travis, còn các nhân vật khác chết đi sống lại rất nhiều lần, nên nếu giải thích theo góc nhìn của họ thì mạch phim sẽ rất rối. Chúng ta bắt đầu với sự kiện Becky cùng anh trai Carl đi tới San Diego thì bị mắc kẹt trong cánh đồng.
Sau đó 2 tháng, vì hối hận với quyết định của mình, Travis lần theo dấu của người mình yêu. Travis sau đó cũng bị mắc kẹt trong cánh đồng. Ngày hôm sau, anh nghe thấy tiếng nói của gia đình Tobin ở ngoài bãi cỏ. Anh cố hết sức để bảo họ đừng đi vào trong, nhưng không biết rằng chính vì điều này mà chú chó Freddy đã càng lồng lên và khiến cả gia đình đi vào bên trong cánh đồng. Tưởng như hết hy vọng, anh nghe thấy tiếng của Carl và Becky nhờ xác định được quy luật của cánh đồng. Anh dùng xác của chú chó Freddy làm điểm tập trung để anh có thể gặp được Becky, Carl và cả Tobin. Họ cùng nhau thử mọi cách để ra khỏi vùng cỏ này, tuy nhiên đều thất bại. Sau đó, họ đã gặp Ross, người lúc này đã hoàn toàn bị tha hóa bởi hòn đá. Nhóm trẻ giao tranh với Ross sau khi hắn ta giết chết vợ mình và bắt luôn Tobin. Travis bị chấn thương nặng do bị Ross bẻ vai, cả nhóm chạy trốn và tìm được một tòa nhà bỏ hoang. Tại đây, Travis và Carl tiếp tục xung đột và dưới tác động của đồng cỏ, Carl suýt chút nữa đã giết chết Travis sau khi thả rơi anh từ nóc nhà. Khi Ross đuổi kịp nhóm trẻ, họ đã cố gắng chạy thoát thân nhưng không thể. Lần lượt Carl và Becky bị giết, Travis cũng hy sinh chút sức lực cuối cùng để giết Ross và cứu Tobin. Tobin thoát ra khỏi đồng cỏ, thành công cho việc ngăn chặn Becky và Carl đi vào trong đó một lần nữa. Travis bỏ mạng, nhưng tâm nguyện cuối cùng của anh đã được thực hiện, đó là cứu người con gái mà anh yêu thương và đứa con của mình. Với một mạch phim có phần rối ren và khó xem, khán giả khi theo dõi In the Tall Grass sẽ dễ bỏ qua nhiều thông điệp mà bộ phim truyền tải qua các nhân vật. Đầu tiên là Ross, một người đàn ông tưởng như hết mình vì gia đình, nhưng thực chất lại là một kẻ ái kỷ đến đáng sợ. Từ lúc nhân vật này được giới thiệu, thông qua những cuộc nói chuyện giữa hắn và Becky hay là Travis, chúng ta luôn được nghe hắn nói về việc tìm vợ, tìm con, rằng hắn yêu thương gia đình và họ quan trọng ra sao. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc của một kẻ chỉ quan tâm tới bản thân. Điều này được thể hiện rất rõ qua cái cách hắn tỏ ra tức giận khi lạc mất vợ và con trai. Hắn chửi và đổ lỗi cho họ vì tin rằng vì họ nên hắn mới mắc kẹt trong đồng cỏ. Sự mất kiểm soát và nguy hiểm của Ross còn được lộ rõ sau khi hắn dẫn đám bạn trẻ tới gần hòn đá. Hắn nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ họ chạm vào hòn đá để trở thành một phần của đồng cỏ. Nhưng ngay khi họ từ chối, Ross quay ra và lập tức đe dọa họ. Không chỉ vậy, sau khi vợ hắn là cô Natalie tìm được đường tới trung tâm của đồng cỏ, hắn cho rằng đồng cỏ dẫn cô đến đây là vì hắn, để hắn có được cơ hội được giết chóc. Ross đúng như một con thú bị cầm tù lâu ngày và rốt cục cũng có cơ hội để sống với chính bản chất thật của mình. Một con thú chỉ quan tâm tới ham muốn của bản thân mà mặc kệ những điều khác. Chúng ta cũng có thể thấy đối với Ross, mạng người với hắn cũng chẳng quan trọng qua câu nói. Don't worry, son. It's just flesh. And all flesh is grass. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng được. Trái ngược với một Ross được giới thiệu là một người sống hết mình vì gia đình, Travis lại được miêu tả là một kẻ khốn nạn và hèn hạ, một kẻ chỉ vì tự do của bản thân mà bỏ mặc Becky cùng đứa con chưa sinh của họ. Tuy nhiên, những hành động của Travis đã chứng minh điều ngược lại. Anh vẫn giữ bên mình tấm ảnh về cô và vẫn thường ngắm nhìn nó khi mệt mỏi. Travis cũng đã sẵn sàng bỏ tất cả để đi tìm Becky, dù cho cô cùng với Carl đã bỏ quê hương ra đi được 2 tháng trời. Anh cũng là người duy nhất cố gắng cứu lấy Tobin và Natalie khi họ bị Ross đe dọa. Qua lời kể của Carl, lúc nhóm bạn trẻ trú chân tại một tòa nhà bỏ hoang, chúng ta được biết trong quá khứ, Travis đã từng muốn Becky bỏ đi đứa con của mình. Anh ta cũng hoàn toàn mặc kệ người yêu của mình. Điều này một lần nữa lại khiến chúng ta thắc mắc về con người của Travis. Nhưng hành động của anh ở cuối phim đã cho thấy anh không phải là một kẻ tồi tệ như Carl nghĩ. Travis dù biết mình không có đủ sức mạnh để đánh nhau với Ross, nhưng vẫn cố gắng để chiến đấu bảo vệ Tobin và Becky. Và đến khi anh biết mình không thể tiếp tục sống được nữa, anh đã quyết định hy sinh bản thân để đưa Tobin thoát khỏi cánh đồng với mong muốn cậu bé sẽ tiếp tục sống. Anh cũng biết đây là cách duy nhất để anh có thể cứu được Becky và đứa con chưa sinh ra của anh không phải chết trong cánh đồng. Nói theo cách nào đó, Travis đã được sống đúng với bản chất của mình, một người ấm áp, dũng cảm. Và nếu anh còn cơ hội được sống, anh chắc chắn sẽ trở thành một người cha tốt. Đúng chất một tác phẩm được chắp bút bởi ông hoàng thể loại kinh dị Stephen King, In the Tall Grass sở hữu tất cả những yếu tố để làm nên một tác phẩm ấn tượng. Từ ý tưởng mới lạ, các yếu tố siêu nhiên được đồng ghép khéo léo với những giá trị nhân văn. Chúng ta cũng phải dành lời khen tới một dàn diễn viên tài năng, trong đó nổi bật nhất là Patrick Wilson, người đã rất thành công với hai loạt phim kinh dị đình đám là The Conjuring và Insidious. Tuy bộ phim đã có thể đạt được hiệu quả cao hơn nếu như mạch thời gian được triển khai mạch lạc hơn, nhưng đấy không phải là vấn đề quá lớn khi In the Tall Grass vẫn giữ được tính hấp dẫn. Còn bộ phim kinh dị nào nữa mà các bạn muốn chúng mình giải thích, hãy comment ở bên dưới nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong những số phim kinh dị tiếp theo. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.